Thưa quý vị và các bạn, chiều nay Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh họp nghe báo cáo công tác phòng chống dịch trong tuần qua, nhiệm vụ trong thời gian tới, thực hiện nghị quyết số 128 của Chính phủ, chỉ thị số 18 của Ban thường vụ tỉnh ủy. Cuộc họp được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến cấp xã. Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo cấp tỉnh phòng chống dịch COVID-19, chủ trì. Trong tuần qua, tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, số ca mắc mới tăng. Hiện nay, các địa phương, cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh đang quản lý trên 90.000 bệnh nhân F0, trong đó số cách ly tại nhà chiếm 96,72%, số F0 không có triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ chiếm 99,53% tổng số F0 đang điều trị. Số ca tử vong trong tuần bằng 0,027% số mắc mới, thấp hơn so với cả nước. Tính đến ngày 6 tháng 3, trên địa bàn tỉnh giảm 60 xã cấp độ 3 và 18 xã cấp độ 4 so với tuần trước. Tuần qua, tỉnh ủy, Ban chỉ đạo phòng chống dịch cấp tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo toàn tỉnh triển khai các giải pháp đồng bộ, đặc biệt là công tác phân luồng, thu dung, cách ly điều trị bệnh nhân F0 đảm bảo yêu cầu đặt ra. Các địa phương đã thành lập thêm các trạm y tế lưu động, tổ chăm sóc người nhiễm COVID-19 tại cộng đồng, huy động thêm lực lượng tình nguyện viên để hỗ trợ cho các trạm y tế và trạm y tế lưu động. Tiếp tục thực hiện tiêm vét mũi 1, 2, 3 cho các đối tượng đủ điều kiện, đặc biệt người cao tuổi, bệnh nền có chỉ định mà không tiêm. Sẵn sàng phương án triển khai tiêm chủng cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi khi được Bộ Y tế cho phép. Sở Y tế chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện trang thiết bị, vật tư y tế, oxy, thuốc thiết yếu, thuốc kháng virus tại các cơ sở y tế để đáp ứng nhu cầu thu dung điều trị, chỉ đạo các cơ sở y tế sẵn sàng thường trực, cấp cứu, kịp thời chuyển tuyến cho người bệnh COVID-19 điều trị tại nhà khi có dấu hiệu chuyển nặng, tăng số giường điều trị F0 lên 4.500 giường bệnh. Tuy nhiên, tại một số trạm y tế bị quá tải, trong khi chính quyền cơ sở cấp xã còn chưa sâu sát, chưa có giải pháp kịp thời. F0 là lực lượng lao động tăng, dẫn tới ảnh hưởng hoạt động của nhiều cơ quan doanh nghiệp. Hiện nay, hầu hết các ca trở nặng chủ yếu là chưa tiêm vaccine phòng COVID-19. Một bộ phận người dân còn xuất hiện tâm lý chủ quan, lơ là đối với dịch bệnh. Trong khi đó, biến thể Omicron có xu hướng gia tăng, lây nhiễm nhanh trong thời gian gần đây, phổ biến ở các tỉnh thành phố, nhất là thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, thay thế dần biến thể Delta, dẫn tới việc biến thể Omicron càng dễ dàng xâm nhập vào địa bàn tỉnh. Sau khi thảo luận lắng nghe ý kiến của cơ sở, nhất là ở cấp xã, Thường trực tỉnh ủy và Ban chỉ đạo cấp tỉnh cơ bản thống nhất một số nội dung. Hiện nay, từ chỉ báo thông qua giải trình tự gen xác định chủng virus tại một số địa bàn, có thể nhận định biến chủng Omicron đã xâm nhập vào địa bàn tỉnh. Với tốc độ lây lan rất nhanh, việc xuất hiện biến chủng này dẫn tới nguy cơ số ca nhiễm mới sẽ tiếp tục cao ở quy mô rộng và lo ngại hơn là lây lan tới các trường hợp không thể tiêm vaccine, dẫn tới nguy cơ số ca trở nặng, số ca tử vong tăng. Các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội các cấp, nhất là cấp huyện, cấp xã, cần tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả, kết luận số 25 ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Bộ Chính trị, nghị quyết số 128 của Chính phủ, chỉ thị số 18 và các chỉ đạo có liên quan của Trung ương, của tỉnh về công tác phòng chống dịch COVID-19. Trong đó, xác định mục tiêu lớn nhất hiện nay là giảm số ca mắc mới, nhất là đối tượng người cao tuổi, có bệnh nền, người yếu thế, trẻ em dưới 12 tuổi. Giảm số ca nhập viện, giảm ca chuyển nặng và giảm ca tử vong, tiếp tục giữ vững địa bàn an toàn ổn định phát triển trong trạng thái bình thường mới. Thực hiện mục tiêu kép, vừa phòng chống dịch, chăm lo bảo vệ sức khỏe nhân dân, vừa đảm bảo an sinh xã hội, vừa ổn định kinh tế xã hội, giữ đà tăng trưởng. Để thực hiện mục tiêu này, mỗi địa phương, cấp xã, cấp huyện căn cứ vào diễn biến tình hình dịch bệnh từ sau Tết tới nay ở địa bàn mình để xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm cũng như những đối tượng cần quản lý, giám sát chặt chẽ hơn. Về quan điểm, tiếp tục thực hiện đúng phương châm 3 trước 4 tại chỗ và nguyên tắc 5K cộng vaccine, thuốc điều trị cộng công nghệ và ý thức người dân. Tích cực chủ động từ xa, từ sớm, từ cơ sở trong nhận định, đánh giá, tầm soát, phát hiện sớm, hỗ trợ sớm, điều trị sớm, hạn chế tối đa các trường hợp chuyển biến nặng, tử vong. Đồng thời luôn lấy người dân là trung tâm, là chủ thể. Mỗi gia đình là nền tảng để thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, tạo điều kiện thuận lợi để người dân chủ động phát hiện, khai báo ca bệnh trong cộng đồng, cũng như người dân được thuận lợi nhất trong tiếp cận các cơ chế chính sách trong phòng chống dịch, đặc biệt tiếp cận với thuốc điều trị COVID-19 và sử dụng an toàn, hiệu quả. Tiếp tục gắn tăng cường trách nhiệm của các cấp các ngành, trực tiếp là toàn ngành y tế, chính quyền cấp xã, cấp huyện, trong quản lý kiểm soát, bảo vệ đối tượng phải bảo vệ trọng điểm nhằm kịp thời phát hiện sớm, điều trị sớm,
hạn chế tối đa các trường hợp chuyển nặng, tử vong, đặc biệt là có trường hợp người già có bệnh nền, không thể tiêm vaccine, và đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo, cận nghèo. Nâng cao năng lực tư vấn hỗ trợ điều trị COVID-19 trên cơ sở đảm bảo đủ cơ số thuốc kháng virus, thuốc hỗ trợ điều trị COVID-19 tại tất cả trạm y tế cấp xã, trạm y tế lưu động, đáp ứng đủ nhu cầu điều trị COVID-19 tại nhà của người dân dưới sự giám sát chặt chẽ của nhân viên y tế. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, hướng dẫn trên mọi nền tảng để hỗ trợ tối đa người dân được tiếp cận thông tin chính thống. Căn cứ khoa học để nâng cao hiệu quả, theo dõi điều trị F0 tại nhà, với sự hỗ trợ tốt nhất cả chuyên môn và tâm lý. Trước mắt, mở thêm đường dây nóng, hỗ trợ để tư vấn tối đa cho nhân dân. Tiếp tục nâng cao năng lực thu dung điều trị ở các tuyến, giảm tối đa các trường hợp trở nặng, tử vong. Luôn luôn chủ động sẵn sàng các biện pháp ứng phó hiệu quả với mọi cấp độ diễn biến của dịch bệnh, trên tinh thần tự lực tự cường. Giao trách nhiệm bí thư cấp huyện, cấp xã, trực tiếp cùng với ngành y tế để củng cố nhân lực y tế tuyến xã phường, gồm cả y tế lưu động, y tế cố định, đảm bảo tính liên thông tổng thể và không để trạm y tế nào bị quá tải về nhân lực và giảm tính hiệu quả trong hoạt động. Đồng thời, các cơ quan chức năng rà soát lại chế độ chính sách cho đội ngũ y tế xã phường trong điều kiện công việc nhiều, áp lực lớn. Cùng với đó, tiếp tục chăm lo đảm bảo an sinh xã hội, đặc biệt các đối tượng yếu thế, hộ nghèo, hộ cận nghèo và địa bàn vùng sâu vùng xa, biên giới hải đảo. Tăng cường công tác dân vận, công tác tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, nhân dân, tạo sự đồng thuận, tin tưởng, an tâm, chung sức đồng lòng trong thực hiện các nhiệm vụ chống dịch theo sự chỉ đạo chung của chính phủ, của tỉnh. Các cơ quan chức năng tăng cường thanh tra, kiểm tra, phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng tình hình dịch bệnh COVID-19 để trục lợi, nâng giá, buôn bán hàng hóa, thuốc men không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng nhằm bảo vệ lợi ích cho nhân dân và bình ổn thị trường trên địa bàn. Tăng cường thông tin truyền thông, định hướng dư luận với thời lượng thỏa đáng, thích hợp, thông tin đa chiều, khoa học, đa dạng hóa các đối tượng và mô hình thành công, cách làm hay để lan tỏa trong cộng đồng, kết hợp với cảnh báo, khuyến cáo, thay đổi nhận thức, điều chỉnh hành vi của từng cá nhân phù hợp với tình hình mới, nhất là tuân thủ nghiêm yêu cầu 5K của Bộ Y tế. Cũng trong chiều nay, Thường trực Tỉnh ủy nghe báo cáo rà soát thực trạng quy hoạch sử dụng đất dự án đường ven sông nối cao tốc Hạ Long - Hải Phòng đến thị xã Đông Triều, quy hoạch phát triển các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn các địa phương Quảng Yên, Uông Bí và Đông Triều. Cho ý kiến chỉ đạo nội dung này, Thường trực Tỉnh ủy thống nhất cho rằng, đường ven sông kết nối từ đường cao tốc Hạ Long - Hải Phòng đến thị xã Đông Triều là dự án trọng điểm của tỉnh, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với việc từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng giao thông theo quy hoạch được phê duyệt, hình thành tuyến giao thông đối ngoại liên kết vùng, tạo động lực thúc đẩy phát triển cho toàn khu vực phía Tây của tỉnh, tăng tính liên kết của tam giác kinh tế Quảng Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, đồng bằng sông Hồng và vùng duyên hải Bắc Bộ. Tuyến đường hoàn thành sẽ khai thác hợp lý có hiệu quả các tiềm năng lợi thế về đất đai trong khu vực và tạo sức hấp dẫn thu hút đầu tư vào khu kinh tế ven biển Quảng Yên, các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu vực phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh của tuyến phía Tây và tỉnh Quảng Ninh. Chính vì vậy, trong quá trình thực hiện đầu tư xây dựng tuyến đường, việc rà soát các lớp quy hoạch đất đai dọc hai bên tuyến đường ven sông và rà soát các khu công nghiệp, cụm công nghiệp là cần thiết để chỉ đạo kịp thời nhằm phát huy định hướng quy hoạch, lợi thế tuyến đường và quỹ đất hai bên tuyến đường. Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu Ban cán sự Đảng tiếp tục chỉ đạo ba địa phương nơi có tuyến đường đi qua cùng với các sở ngành liên quan tiếp tục rà soát, hoàn thiện thực trạng về quy hoạch, quản lý thực hiện quy hoạch sử dụng đất đối với không gian quỹ đất đã có quy hoạch trước với quan điểm thẳng thắn, công bằng để đảm bảo quản lý quỹ đất bền vững, tầm nhìn dài hạn. Phải nghiên cứu dành quỹ đất tối đa để phát triển dịch vụ, khai thác triệt để tiềm năng, lợi thế rất đặc biệt của tuyến sông, cảng biển, lợi thế về sân bay, cao tốc, nguồn nhân lực, đồng thời dành quỹ đất phát triển khu công nghiệp thông minh, chuyên sâu, những công viên đổi mới sáng tạo gắn với đô thị đại học.